Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weibo Time. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Đạo diễn nổi tiếng Sunao Katabuchi, người được biết đến với bộ anime góc khuất của thế giới, vừa tiết lộ thêm thông tin cho dự án mới nhất của mình có tựa là Tsurubami Iro no Nagikotachi. Tuy nhiên, ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được công bố. Hokuto no Ken chắc cũng không còn quá xa lạ gì với mọi người nữa có phải không? À không, hơi xa lạ cho các bạn trẻ là đằng khác. Khi nó được phát hành trên Weekly Shonen Jump vào những năm 1983, Hokuto no Ken, hay còn gọi là Bắt Đầu Thần Quyền, đã trở thành một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại, được coi là một trong những thương hiệu có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Để kỷ niệm 40 năm cột mốc phát hành, anime sẽ có bản remake nhưng vẫn chưa rõ thời gian phát sóng chính thức, cũng như họ sẽ remake những gì, phong cách sẽ bị thay đổi theo hướng hiện đại hay không. Thu hút người đọc ở cách sử dụng chiến thuật đặc biệt và phân tích tình huống hấp dẫn, cùng với cơ chế ăn tạp và hấp thụ để thăng cấp có 102. Goburo, một kẻ không đề cao chính nghĩa như những anh hùng khác, mà hoàn toàn vì mục đích sinh tồn và trở thành bá chủ trong một thế giới khắc nghiệt. Đó là tất cả những gì về Re:Monster của tác giả Kanekiru. Chúng mình tin rằng đây sẽ là một bộ làm mưa làm gió khi được chuyển thể sang anime. Hiện tại, đã có thông tin rằng Studio Din sẽ đảm nhận việc chuyển thể, nhưng ngày ra mắt các fan vẫn còn đang là một ẩn số. Một công bố mới đây của Mi Chó đã thông báo rằng phần 2 của Honkai Impact sẽ được ra mắt vào năm sau, hơn thế nữa là một bản chuyển thể anime mới. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố thì anime này vẫn thuộc dạng cốt truyện bên lề và Honkai Impact vẫn chưa có một series chuyển thể anime theo cốt truyện chính. Mới đây, đã có một tin leak cho rằng bộ romcom Hầu Gái Đen và Cậu Chủ Thần Chết sẽ có cho mình mùa thứ 3 và dự kiến ra mắt vào năm 2024. Sự thành công của chuyển thể này có lẽ đến từ sự hưởng ứng rất lớn từ nền tảng Crunchyroll. Ngoài ra, một bộ lãng mạn đang xen thần bí nữa là My Happy Marriage cũng công bố phần thứ 2 sau khi phát sóng tập cuối cùng ở tuần vừa qua. Tuy nhiên, thời gian ra mắt vẫn còn là một ẩn số. Một movie khác mà tôi tin có khả năng ra rạp cao hơn cả Thỏ Senpai, đó chính là công bố mới nhất của Haikyuu, một movie sau 3 năm kể từ mùa 4 của anime kết thúc. Phim sẽ được ra rạp tại Nhật vào tháng 2 của năm sau. Trong buổi phát sóng đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập của Sneaker Bunko, mùa thứ 3 của Konosuba đã được phía nhà sản xuất xác nhận. Studio chuyển thể vẫn sẽ là Din, bộ tứ hãm tài sẽ trở lại cùng với một nhân vật mới sẽ tái xuất trong mùa 3 này. Một sự trở lại gây bất ngờ lớn cho những fan anime thời kỳ đầu, đó là Haruhi sẽ có một tập light novel mới, kèm theo đó sẽ có rất nhiều event liên quan đến franchise này để kỷ niệm 12 năm ra mắt. Cũng tại đợt kỷ niệm này, chuyển thể anime Gái Nga Bán Bên đã được hé lộ thông tin được thực hiện bởi studio Dogakobo. Studio được biết đến nhiều hơn sau chuyển thể Oshinoko vừa qua. Đây là chuyển thể của một trong những romcom thu hút được nhiều sự chú ý cả ở Nhật Bản lẫn quốc tế vào năm 2022. Hiện vẫn chưa có thông báo thời điểm anime ra mắt. Cuối cùng, tại sự kiện này là một bộ romcom có quả tên dài mỏi cả mắt về gái hàng xóm thời thơ ấu. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về anime này. Độc lạ ngay từ cái tên, anime chuyển sinh thành máy bán hàng tự động đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm khi có một cốt truyện không giống bất kỳ một tác phẩm nào cùng thể loại. Sau 12 tập được phát sóng, thì mùa thứ 2 của bộ anime cũng đã được nhà sản xuất xác nhận tại tập cuối của mùa 1. Thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Cũng trong năm sau, một waifu nữa đến từ Studio Bone sẽ chính thức ra mắt các anh em. Metallic Role, một bộ original anime kể về một cô gái người máy đang thực hiện sứ mệnh ám sát 9 con người nhân tạo có thù địch với chính phủ. Một bộ anime romcom, Harem, Echi nữa cũng sắp trình làng trong năm sau. Đó chính là Amagami-san Chino en Musubi. Được biết, Studio Dry sẽ đảm nhận phần hoạt họa. Cốt truyện sẽ xoay quanh một anh chàng nhân vật chính của chúng ta, được chọn một trong ba cô chị em để lấy làm vợ. Một kịch bản quá đỗi quen thuộc của mấy anh mangaka Nhật Bản có phải không nào? Tuy nhiên, nếu Harem chỉ có 3 gái anime chưa đủ, thì có thể xem tiếp phần tiếp theo của Kano Kano mùa thứ 2, dự kiến lên sóng các anh em vào ngày 6 tháng 10. Cùng tiếp tục ăn cơm chó của thanh niên số hưởng với 4 waifu xinh đẹp nào. Trước anime bạn gái một ngày, thì phần thứ 2 của mùa 2 anime Cô Dâu Pháp Sư sẽ chính thức được lên sóng. Đây thực sự là một tác phẩm xứng đáng từng giây mà các bạn không nên bỏ qua. Và nếu 4 bạn gái không đủ, thì các bạn có thể chơi hẳn 100 bạn gái cho chắc tay. Với bộ anime cùng tên cũng đã đăng tải trailer mới nhất, kèm theo ngày ra mắt vào ngày 8 tháng 10 năm nay. Cùng với đó là Goblin Sailor mùa thứ 2 sẽ chính thức ra mắt các fan vào ngày 6 tháng 10 tới. Không biết sự thay đổi của studio từ White Fox sang Liden Film có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của mùa 2 này hay không?
Học viện Anh Hùng tiếp tục sẽ có một OVA mới sắp ra mắt vào ngày 20 tháng 10 này. Tuy nhiên, nếu các ông muốn xem sớm thì có thể sang Mỹ, vì vào ngày 13 tháng 10 sẽ có một suất chiếu sớm tại New York Comic Con nhé. OVA lần này dự kiến sẽ PR cho một loạt game thẻ bài sắp tới. Tiếp theo là anime movie mới nhất của Hội chứng tuổi thanh xuân sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm nay. Đây là phần tuy có thỏ senpai phiên bản Loli, nhưng câu chuyện lại xoay quanh về nội tâm của nhân vật chính là chủ yếu. Tuy nhiên, chắc hẳn các fan Việt Nam quan tâm nhiều hơn về phần movie trước đó liệu sẽ ra rạp ở Việt Nam hay không. Sau 9 tập ra mắt, Do 100 đã thông báo hoãn vô thời hạn sau đó do lịch trình sản xuất gặp nhiều vấn đề. Hiện chưa có thông tin nguyên nhân cho sự trì hoãn này. Là một bom tấn làm mưa làm gió của mùa đông năm 2022. Thế nhưng đã một năm kể từ ngày ra mắt, My Dress Up Darling vẫn chưa có một tín hiệu nào cho thấy anime sẽ có mùa thứ hai. Là do manga chưa đủ dài để có nội dung làm mùa thứ hai, hay anime làm ra chỉ để thúc đẩy doanh số bán manga? Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Vào thứ năm vừa qua, đài truyền hình Nippon Television Holding đã mua lại 42,3% cổ phần của Studio Ghibli, từ đó trở thành cổ đông lớn nhất của hãng phim hoạt hình danh tiếng. Ghibli cho biết rất khó để tìm được thế hệ đạo diễn kế cận có thể gánh vác studio. Trong khi đó, Hayao Miyazaki và nhà sản xuất Toshio Suzuki đã lần lượt 82 và 75 tuổi. Họ khó có thể tiếp tục công việc trong tương lai lâu dài. Con trai cả của Miyazaki và cũng là một đạo diễn phim hoạt hình đã nhiều lần được nhắc tới. Song Goro Miyazaki không nhận được sự ủng hộ từ người cha và đã kiên quyết từ chối. Bản thân Goro cũng thừa nhận không đủ tự tin để lèo lái xưởng phim được mệnh danh là quốc bảo văn hóa này. Do đó, Studio Ghibli đã chọn người mua lại là đối tác lâu năm Nippon TV. Gotobun no Hanayome, hay còn được viết đến với tên là Nhà có năm nàng dâu, là một series được yêu thích và thu hút rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Một artist nào đó tên là Nununu đã đảo ngược hết giới tính của các nhân vật chính, mang đến cho chúng ta một khía cạnh mới mẻ của bộ truyện. Không biết có fan girl nào của năm nàng dâu thích phiên bản này hơn không nhỉ? Tuần vừa qua, có lẽ là một tuần không mấy yên ổn với fandom Jujutsu Kaisen khi mà ở diễn biến chap mới nhất đã chia bộ này thành hai nửa. Cộng đồng mạng đang rất đau lòng vì diễn biến này, nửa còn lại thì đang lấy nó ra để death joke. Hàng loạt các meme đã được chế ra trong suốt tuần vừa qua mà các bạn có thể thấy. Trên MA Confess cũng có rất nhiều bài post đá đều chia ông thầy ra làm hai. Một việc bi kịch như vậy chắc chắn sẽ có nhiều fan tỏ ra đau lòng. Như ở một nhà ga đâu đó tại Nam Mỹ, một poster quảng bá Jujutsu Kaisen của Crunchyroll từ 2 tháng trước đã sử dụng hình ảnh nửa thân trên của nhân vật Gojo. Này đã thành nơi của các fan tới, bày tỏ sự thành kính phân yêu của mình. Thậm chí một số fan còn gửi lại nụ hôn từ biệt. Không lẽ đây chính là hành động cất poster và góp trong truyền thuyết? Mặt khác, anime cũng đang ở trong giai đoạn khá nhạy cảm với ông thầy Gojo này khi mà thầy bắt đầu chuyển hộ khẩu sang nơi ở mới. Nhà sản xuất tại Nhật Bản đã có một event khá thú vị cho diễn biến này khi họ phát free tại ga tàu một tờ báo với trang đầu chính là diễn biến như các bạn có thể thấy trong hình. Đây là một tờ báo có giới hạn và mỗi người chỉ được một tờ tại nhà ga hoặc có thể mua chúng trên mạng với giá 1.000 yên bởi lũ đầu cơ. Mà mua xong thì cũng đành cất poster để vào một góc chứ còn gì nữa. Jujutsu Kaisen không phải là bộ shonen duy nhất bị cộng đồng lấy ra làm meme ở mấy tuần vừa qua. Chúng ta có Kagurabachi trở nên viral từ lúc nào không hay. Không ai rõ nhân vật Kagurabachi này là ai và từ đâu đến. Có người bảo hắn là nhân vật chính mới của Jujutsu Kaisen. Có người nói hắn tới là để gánh cả series Thanh Gươm Diệt Quỷ. Cũng có người nói hắn đéo phải là Kagurabachi mà đấy là tên của một bộ manga mới chỉ có 2 chap. Manga Kagurabachi của Shonen Jump Plus dường như đã trở thành bộ manga duy nhất nổi tiếng khắp thế giới ở ngay những chương đầu tiên nhờ các nền tảng mạng xã hội đã đẩy cái meme Kagurabachi Glaze này thành viral. Mọi chuyện bắt đầu khi một weebu phương Tây nào đó đăng bức ảnh bộ manga này xịn hơn Boruto, dần dần sau đó nó lan ra thành nhiều thứ ảo diệu như doanh thu của Kagurabachi cao hơn tất cả Shonen của mọi thời đại, cao hơn cả doanh thu của tất cả franchise siêu anh hùng, dù vẫn chưa bán được một tập truyện nào cả. Ngay cả trên My Anime List cũng đang hưởng ứng content này khi yêu cầu mọi người phải chấm điểm cực phê cho bộ manga mới được có 2 chap. Đây vốn là trò cười vô hại mang tính ngẫu hứng của cộng đồng mà thôi, anh em hãy tận hưởng nó nhé. Tuần này, tài khoản Twitter chính thức của McDonald's Nhật Bản đã thành trend sau khi đoạn chia sẻ quảng cáo anime ngắn về cảnh gia đình dùng bữa trên nền nhạc nhẹ. Video được thực hiện bởi họa sĩ Urachan. Nhờ sức hút của phong cách lo-fi, video đã có hơn 30 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Cũng phải nói thêm, phong cách vẽ ấm cúng, tạo cảm giác hạnh phúc cho người xem đã khiến cho đoạn quảng cáo này nhìn mãi không chán. Đã có rất nhiều fan art lấy cảm hứng từ video này, nhất là hai nhân vật mẹ và cô bé trong video. Đương nhiên là có cả hàng 18 cộng rồi. Thậm chí, nó còn nổi hơn nữa sau khi có người lấy sự thành công của quảng cáo này để so sánh với chiến dịch quảng cáo McDonald's ở Mỹ với chủ đề nhân quyền cho người da đen chuyển giới. Điều này tạo điều kiện cho một số xung đột trên Twitter. Mặt khác, việc sử dụng anime để quảng bá cho đồ ăn nhanh ngày nay càng được sử dụng nhiều và thậm chí còn xuất hiện trên toàn thế giới chứ không phải ở mỗi Nhật Bản. Như tháng trước, cũng tại McDonald's ở Mỹ, một đoạn quảng cáo sử dụng hình ảnh của anime Ma Vương Đi Cầy. KFC cũng có rất nhiều chiến dịch quảng bá bằng anime từ rất lâu rồi.
Trong một diễn biến gần đây, ở một số diễn đàn đã chỉ ra rất nhiều áp phích quảng cáo của nhiều tựa game gacha hiện đã bị kiểm duyệt rất gắt gao. Ở thời điểm này năm ngoái, hình ảnh quảng bá của tựa game Azulene thường rất thoáng và khá bắt mắt. Chính vì vậy, đã có rất nhiều ý kiến của phe nữ quyền phản đối những hình ảnh này và khiến cho việc quảng cáo dần thay đổi. Những thay đổi này bao gồm việc censor các phần nhạy cảm của nhân vật nữ, đặc biệt là ngực và mông, thậm chí là các hình ảnh không hề edgy tí nào với các bộ quần áo hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dường như không phải tất cả các công ty đều sợ bị chỉ trích. Vẫn còn rất nhiều nhà sản xuất tiếp tục hiển thị quảng cáo của mình mà đếch quan tâm đến bố con thằng nào cả. Tuy nhiên, nếu như thằng bố là chính phủ Trinh Trong thì nên sợ đi là vừa, khi mà một dự luật hành chính mới đề xuất nhằm cấm cosplay ở nước này vì cho rằng nó có thể gây tổn hại đến tinh thần của dân tộc Trung Quốc. Theo kênh truyền thông Wanxi, Trung Quốc đang cố cấm mọi hoạt động cosplay sau khi dự thảo luật quản lý an ninh công cộng được ban hành gần đây. Hề ngước thay, dự luật này quy định thuần phong mỹ tục theo Rule 34. Đúng, quy định 34 của luật pháp Trung Quốc về cấm mặc trang phục không phù hợp ở nơi công cộng nếu chúng bị cho là làm tổn hại đến tinh thần hoặc tình cảm của dân tộc. Ngay sau khi dự luật được công bố, nó đã gây xôn xao dư luận ở rất nhiều diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc khi mà điều luật này đang nhắm trực tiếp vào giới cosplay. Gần đây, có thông tin cho rằng nhiều cosplayer ở Trung Quốc đã bị chỉ trích vì mặc đồ cho các nhân vật có ngoại hình Nhật Bản hoặc phương Tây tại các sự kiện liên quan tới anime, truyện tranh và trò chơi điện tử. Mặc dù các cosplayer nhấn mạnh rằng họ chỉ đơn giản là hóa trang thành các nhân vật trong trò chơi điện tử hoặc hoạt hình mà thôi. Mâu thuẫn của Đại lục với Nhật có thể coi là nguồn cơn gây nên điều luật này, khi mà năm ngoái, một sự kiện cosplay ở Nam Kinh đã phải hủy bỏ khi đã có hẳn một cộng đồng biểu tình phản đối mọi thứ liên quan tới Nhật Bản tại Nam Kinh. Vụ Nhật Bản và Nam Kinh Trung Quốc anh em có thể search Google đi nhá. Cho đến nay, dự án luật xử phạt hành chính đang được xem xét và chưa được thông qua. Tuy nhiên, nếu được chấp nhận, bất kỳ ai bị phát hiện tham gia cosplay có thể giam giữ từ 5 cho đến 15 ngày hoặc bị phạt từ 3 triệu cho tới 10 triệu Việt Nam đồng. NTR đã thành một thuật ngữ thông dụng ở khắp nơi trên thế giới, khi mà bọn mình còn thấy có rất nhiều người không biết gì về văn hóa Nhật Bản cũng sử dụng cụm từ này. Nó cho thấy mức độ phổ biến của NTR trong văn hóa phẩm 18 cộng lớn tới mức nào. Theo thống kê trên trang DLSide, một trang web bán hai tên lớn nhất tại Nhật Bản cho thấy, NTR là thể loại phổ biến nhất tính đến tháng 8 năm 2023. Vấn đề ở đây là, mặc dù là bảng xếp hạng tháng 8 năm 2023, nhưng NTR đã đứng ở vị trí số 1 trong 11 tháng liên tiếp và có vẻ sẽ còn giữ vững phong độ này rất lâu sau này. Trong danh mục được người dùng yêu thích nhất của web bán hai tên này, NTR đã vươn lên vị trí rất đầu so với các thể loại nghiệp chướng khác như ấm dâu, dầm khô, có bầu và futanari. Ở một diễn biến khác thì thể loại từng được yêu thích nhất là bánh kem, tiếp theo là vếu to tồi tệ, rồi đến chân tay miệng và thể loại ăn nhạt như vanilla xếp ở vị trí khá thấp. Bọn mình nghĩ rằng nếu công bố số lượng tiêu thụ hai tên trên toàn thế giới ở tất cả các trang web lậu thì có khi NTR cũng đứng nhất chứ chả riêng gì ở Nhật Bản. Đầu tiên là Sangatsu no Lion, lên sóng vào năm 2016, được sáng tác bởi nữ mangaka Chika Umino và được Sharp chuyển thể thành anime. Sangatsu kể về Rei, một tuyển thủ Soji thiên tài 17 tuổi. Trong quá khứ do mất gia đình qua một vụ tai nạn giao thông, cậu đã phải theo con đường Soji chuyên nghiệp để có thể được nhận nuôi bởi gia đình Koda. Khi quyết định ra ngoài sống, cậu đã phải sống trong cô đơn giữa thành phố lớn. Bộ anime sẽ là quá trình hòa nhập với xã hội thông qua sự giúp đỡ của những người xung quanh Rei. Tiếp theo sẽ là Flying Witch, một bộ truyện tranh Nhật Bản được viết và minh họa bởi Chihiro Ishizuka, được chuyển thể sang anime vào năm 2016 bởi JC Staff. Đây là một bộ Iyashike điển hình, khi mỗi một tập bạn xem đều mang lại sự vui tươi, thoải mái, thư giãn, còn câu chuyện thì xoay quanh các tình huống hàng ngày, giờ khóc giờ cười, của một cô phù thủy tập sự Eru Chitanda, Makoto Kowata, phiên bản người lớn của Chitanda thì phải. Các bạn có để ý trong tập 2 của anime Blue Literature, có một phân cảnh cô nhà báo có đề cập đến việc Nhật đánh bom vào Trung Quốc. Các chi tiết trên là hoàn toàn có thật, khi đó là sự kiện ngày 16 tháng 6 năm 1940, Nhật đánh bom vào Trùng Khánh, một tỉnh của Trung Quốc. Trong tập thứ 12 của anime Servant X Service, các bạn có để ý hàng loạt các trang phục của các nhân vật từ các bộ anime khác không? Từ trái sang phải lần lượt là Monogatari, Attack on Titan, Anohana, Madoka Magica. Để kết thúc chuyển động sẽ là bảng xếp hạng manga, light novel và anime của tuần này.
Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share, subscribe và donate bằng Super Thanh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số chuyển động lần sau. À quên mất, chúng mình vẫn đang chờ những bài viết review anime manga ngắn từ các bạn nha. Hãy mau chóng gửi đến Weebu Time để nhận những phần quà hấp dẫn nào.